Nghĩ coi, có bình thường hay không khi một giám đốc của tập đoàn lại tới gặp một nhân viên mới trong ngày đầu, mà còn chưa kể là đi với trưởng phòng pháp lý nữa chứ. Tất cả là do Lee Tae-bum bày ra hết. Anh ta muốn tác hợp cho cô và cha Seo-joon để đuổi tôi ra khỏi DL. Lee Tae-bum đó thực sự đã lợi dụng cô. Vậy mà cô vẫn còn muốn làm việc ở đây nữa sao? Cô đừng làm cho bản thân mình trở nên thê thảm hơn nữa. À, tôi đã hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi nên ở bên cạnh anh Seo-joon để tống cổ chị ra khỏi tập đoàn DL. Sao? Thật ra thì mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Mà đi một vòng tôi mới hiểu ra, đúng chứ? Nè, cô nghĩ tôi dễ bị đánh bại lắm hay sao? Không đời nào đâu.